Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại Trung tâm Đào tạo Khoa Phạm. Ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về media online play một cái video. Mình sử dụng chung cái project online trước ha. Về phần layout, mình sẽ kéo thêm vào một cái button dùng để play video. Video của mình cũng để định dạng là MP4 nhưng mình sẽ up lên một cái server đặt hướng dẫn ở đây. Rồi, cái này là button MP4. Cái test của mình là play MP4. Và mình cũng cần cái video view trong phần image nè, kéo vào video view. Rồi mình canh lại, đảm bảo nó nằm phía dưới hai cái nút của mình. Rồi ok, xung quanh thì mình để là prop content. Nail bên. Rồi, cái này về không, xung quanh rồi không hết ha. Rồi, ok, này đi. Đây là video view MP4. Mình khai báo xả thêm. Trước tiên là button MP4. Cái thứ hai là video view. Rồi, đặt là video view rồi. Mình đánh xả thêm button MP4. Button by view by day. Cái là video view. Nha, cái này mình chỉ có một cái ha. Video view MP4. Rồi, bây giờ mình bắt sự kiện. Mình có nó click vào button đó rồi mình sẽ bắt sự kiện cho nó. Đó là button MP4 send click. Thì lần này cũng vậy, mình phải cầm cái đường dẫn luôn. Thì trước tiên bạn cũng xem cái đường dẫn mình ha. Đó bạn cũng truy cập vào đường dẫn sau khoam.vn duyệt download duyệt vương cao Việt Nam chấm mp4. Rồi mình truy cập đường dẫn này. Rồi ở đây nó cũng mở ra cái giao diện như vậy cho mình ha. Để mình đang phát một cái video thì chú ý nếu mà có download thì bỏ cái phần đó hoặc play cái đường dẫn được rồi, vào trong app mình sẽ play. Rồi ok, mình có cái đường dẫn. Thì mình trước tiên sẽ copy cái đường dẫn này về. Rồi mình khai báo. Thì cái đường dẫn ở trong đây mình vẫn để là cái URI. Thì phần này nó tương đối giống cái local. Mình sẽ riêng ha, mình có một cái URI nè. Bằng, để cái đường dẫn vào. Để sao có lỗi URI trong cái chuỗi thì bằng S kiểu về data. Mình chọn nó là prop using URI chấm bằng. Có được cái dẫn đường dẫn rồi. Tiếp theo mình gọi là cái video view chấm set video UI trên vào cái UI trên của mình. Mà mình cũng cho nó thêm cái phần media controller luôn ha. Thế là mình sẽ làm thẳng một dòng nữa thôi. Set media controller. Mình khởi tạo thẳng media controller. Nhớ của Android quốc dịch nha. Trên vào context thì mình làm main activity chấm this. Và có đường dẫn rồi thì cho nó phát lên video view chấm start lên. Và quyền internet bạn cũng phải nhớ xin là do mình sử dụng chung project phần MP3 đã xin rồi. Mình sẽ play lại kiểm tra. Rồi mình click play MP4. Rồi play được, bạn click vào mình cũng gán được cái controller cho nó. Thì ở phần này mình play video ở trước á, local nó có khả năng nó bị lỗi rất là nhiều. Thì phần này nó ít lỗi hơn, nhưng vẫn có trường hợp các bạn bị lỗi nha. Nhưng do cái này là dữ liệu online thì đa số mình đều play được hết. Rồi, vẫn có trường hợp nó cannot play á, thì bạn vẫn thử máy ảo hoặc cái máy thật ở trường hợp này nha. Đấy, play video thì cũng có controller rồi, mình di chuyển nó giống như local, cũng không có gì khác. Do lần này nó load về, nó có giao diện sẵn, có controller thì nó khá giống với local của mình ha. Nó chỉ khác cả là một cái đường dẫn từ internet. Thì cũng tương tự MP3, cũng phải có server đặt file MP4 vào.
Phần định dạng thì trong phần Meta Support á, bạn tìm trước trong phần developer của Android á, bạn cũng check lại phần định dạng để trước khi bạn up lên server bạn lấy đường dẫn cho nó để play. Đây là cái phần AMI4 hoặc là video nói chung hỗ trợ cái định dạng video của mình để play từ đường dẫn internet. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.